Xin chào cả nhà, chào tất cả mọi người, buổi sáng. Hôm nay mình đi hái bông bí, rồi qua quay cái ít hàng rau một vòng cho cả nhà xem, cả nhà cùng đi tham quan ha. Cái này là đậu que, còn bên đây là đậu đũa. Đó, trồng được hai hàng. Còn ở bên hông thì đây là rau bù ngót. Đó, bên đây rau bù ngót lên đẹp không, tại vì trời không mưa. Cái này thì mấy cây đa sao này thì mấy cây tốt này thì mình ăn, cắt qua ăn. Ăn qua rồi nó lên rất là đẹp luôn, nó non nữa. Còn đằng sau này thì chưa có ăn nè. Đó, nó cao dễ sợ không? Cho nên là nó hơi cao, hơi già. Đây, trồng được một hàng đậu bắp. Hôm nay thì mới bắt đầu ra bông. Chưa có cao lắm thôi. Còn đây là bí gỡ, bí đỏ à, nó mình ăn ở nhà ăn bí đỏ nhiều á, cái hột dục tùm lum cái là nó lên chỗ nào nó cũng lên hết á, lên hình như khi không có làm gì tới cái để đại cái là nó mọc á, nó tự mọc. Này có quế, còn này, cái đây là lá lốt. Mình có trồng một ít nè, ở nhà cũng ít ăn, con mình ít ăn á. Đây, cho cả nhà xem, đây là cái dàn bí của mình nè. Đó, mọi người thấy không? Bí này á là mình bọc hết ha, mình không bọc cái gùi vàng nó chích nó hư hết trơn à. Cả nhà xem đây, cái này nó trái nó lớn rồi, là nó chích thì nó có thể phát triển được, nó lớn nhanh á, nó có thể đẩy qua cái trứng gùi vàng. Trứng gùi vàng nó không phát triển được. Đó, còn mình có bọc hết trơn mà. Lấy giấy báo mình bọc lại, không bọc lại gùi vàng nó chích nó hư hết trơn, nó vàng trái. Cho nên là mình ra mình coi á, cái trái nào mà hơi lú ra cái mình lấy giấy báo mình bọc lại. Đây cũng chuẩn bị giấy báo nè, cả nhà xem. Đây, mấy anh gùi vàng đây nè. Trời ơi, nó bu cái trái bí nè. Cả nhà thấy nó bu cái trái bí không? Rõ lắm mà không chết đâu. Nó bay nhanh lắm. Cho lủng lẳng vậy đó. Bây giờ mình đi hái cái bông bí nha. Đây nè, đó, nó ở trên cái dàn bông bí thì rất là nhiều luôn. Hôm bữa nó nở còn nhiều dữ lắm luôn, mà mình thấy nó ra trái nhiều quá, rồi cái không có dám cắt ăn, nghĩ là thôi để đi cho nó đậu trái, chứ mình cắt hết bông rồi, bông đực rồi bông cái nó không có phấn, nó là hủ á, rồi cái mình không có cắt. Rồi bữa nay mình thấy ít trái nè, rồi mình ra mình đi kiếm bông không. Mình trồng ở đây vàng, đây thì mình trồng có bốn dây bí ha, trái rất là nhiều luôn. Mình thấy nó treo lủng lẳng không. Cái bí này giống như bí hồ lô vậy đó, nó ăn rất là ngon luôn, nó dẻo lắm. Bí này bí của Đài Loan ha. À, rồi có loại trái nó hơi bầu nữa nó, thì mình rất là thích ăn cái loại này nè. Cái loại ở dưới nó có bầu ở dưới nè.
là thấy cái trái nó gì đó. Đây cho cả nhà xem cái con bí nè, nó mình hái nãy giờ đây. Rồi cái bên Đài Loan á, đặc điểm một cái nữa, mọi người biết bí họ ăn cái gì không? Họ ăn cái cọng đây nè, cái cọng lá, cái cọng lá đây mà non á, mọi người có thể ăn thử. Hồi mới mình mới qua mình thấy họ ăn cái cọng lá đây nè, mình thấy trời sao bí là họ ăn bông ăn đọt không mà sao lại ăn cái cọng. Nhưng mà mình tước ra rồi á, mình xào với tỏi á, ăn rất là ngon luôn. Mọi người mà có bí á, cái cọng bí nè, mọi người có thể ăn thử. Mình tước ra ha, mình tước nó cũng như cái cọng, những cái bông hay những cái đọt vậy nè. Đó, mình tước ra nó có sợi vậy nè, mà rồi cái mình bẻ ra rồi cái mình làm bóp cho nó dập dập ra, rồi mình xào dưới tỏi ăn rất là ngon luôn. Mọi người có thể thử. Đó, cái cọng lá nè. Đó. Mình lựa cái cọng lá mà nó hơi non á. Đó. Những cái cọng lá đây, mọi người mà có nhiều á thì có thể cắt. Tại vì đa phần ở bên Đài Loan đây á, họ trồng bí họ cũng có cắt lá, họ tỉa lá bớt, họ không có để lá nhiều. Cho nên là những cái cọng lá có thể mình ăn được. Mọi người mà có trồng á, hái vô rồi làm sạch ăn thử. Mình thấy ăn cũng ngon lắm. Còn ở bên Việt Nam thì mình toàn là ăn bông nè, ăn đọt thôi, chứ không ăn những cái cọng lá đó đâu. Đây, mình thấy có được trái bí nè. Đó, cho mọi người xem cái trái bí nó như cỡ này nè. Đó, là mình chắc mình bọc lại. Mình bọc lại rồi xong cái mình chừa cái nụ, cái bông nó chưa có nở á, mình chừa ra.
tới chừng mà cái bông nó nở nó có thể thụ phấn được ha. Để mình bọc cho cả nhà xem nha. Đây, nó mình bọc lại như vậy nè, rồi mình chửi cái nụ nó ra. Thấy không? Tới chừng nó lớn lên một chút xíu nữa thì mình lấy nguyên cái giấy báo mình bọc hết cái trái lại luôn. Tới khi mà cái bông nó nở ra, nó nở ra mà nó tàn rồi đó thì mình bọc hết cái trái luôn. Rồi tới chừng mà cái trái nó bự ra rồi thì mình không có sợ nữa. Đó. Cũng như vậy thế nè, nó bự ra rồi thì mình không có sợ nữa. Đó. Đó là mình cắt mình ngừa con ngùi vàng. Rồi nó chích đó. Cái này thì hơi tốn công nhưng mà không cách nào hết. Không mấy là mình xịt thuốc thôi. Xịt thuốc thì ngùi vàng nó không tới, nó không bu thôi. Chứ còn nếu mà không thuốc là lúc nào ngùi vàng nó cũng nhiều hết trơn á. Đó, cho nên là trồng rau hơi cực lắm á. Rồi mình bỏ cái này vô, mình đi qua bên kia mình hái cái bầu. Đó. Đây là rau lan nè, mấy cái nhà thấy mình trồng rau lan. Rau lan thì mình ăn lá ha. À, bên đây rau lan ăn lá, rau lan ăn củ, hai cái nó khác nhau. Rau lan ăn lá thì cái lá nó non, nó mơn hơn, nó mướt hơn, nó không có lông. Còn mà cái rau lan mà ăn củ là nó có lông. Đây là lá dài, còn bên đây là lá tròn. Rồi trồng cái nó mưa, được nước mưa nó xuống cái nó cái bò ra là nó non, rất là non luôn. Còn đây mướp, mướp thì mới hái được trái đầu tiên, cái dây bên đây. Còn dây bên đây thì hái được hai trái rồi, nhưng mà mình cảm thấy nó không có đủ tốt, nó bò ra không có đủ sung, thì mình cũng có ngắt đọt nha. Nó bò lên cao thì mình cũng có ngắt đọt đó, nhưng mà mình cảm thấy nó không có mướt lắm. Đây bầu nhà mình, bầu đây là bầu trái dài ha, nó trái nó dài như này đó. Thì bầu thì mình cũng bọc lại vậy luôn. Cả nhà thấy nè, trái nó hơi nhỏ nhỏ ha, là mình bọc rồi. Nó bọc cỡ này, nó lớn cỡ này thì mình không có sợ nữa đó. Rồi bên đây, bên đây lấy giấy báo mình bọc lại, chứ để cái bao lưới này là nó bự á, nó bự nó banh bao lưới á. Đó. Thì mình hay bọc thì trái nhỏ nhỏ như vậy là mình bọc nè. Đó. Mà mình thấy cảm thấy nó đậu thì mình mới bọc. Còn trái này hình như là nó muốn hư, nó hơi vàng vàng rồi thì mình không có bọc. Rồi để mình bọc trái này lại nha. Đây mình bọc xong rồi đó. Thì bọc như vậy nè, để cái nó có cái lỗ như vậy nè, ụ vàng nó không có ở dưới đây, nó không có chui lên đâu. Rồi bên đây cũng có một trái bự nữa nè. Thì cái này cũng mắc bọc lại. Rồi đây bên đây bí nè, mình cũng trồng bên đây được một vàng, bên đây được hai dây. Đó. Rồi bên đây cũng được mấy trái nó bò lên trên cao. Bữa mình có thấy nhưng mà không có bọc, tại vì nó cao quá không có bọc được, không có bọc. Rồi cái nó cũng bự vậy. Wow. Cái nhà thấy mà mình không bọc nè. Nó chích đó. Đó, nó hư vậy đó. Mình không bọc nó hư đâu ăn được đâu. Đây được con trái nữa nè. Wow. Cái bầu bự chưa? Nó có mấy trái mình đi bọc lại một chút xíu hơn. Rồi, đây là những hai hàng dâu. Thì bữa giờ mình xịt thuốc á, thì mình thấy lá nó lên rất là đẹp luôn. Rồi giờ đang trong mùa ra ngó ha, thì ra ngó nhiều, còn trái thì lai gai thôi. Nó có vài trái đó, không được nhiều, nhưng mà rất là đẹp ha.
trái thì không to đâu, nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cái mà mình xịt thuốc qua rồi á, cái trái nó rất là đẹp, cái màu sắc rồi nhìn mình nhìn cái trái cũng đẹp. Nói chung là cái gì mà thịt xịt thuốc rồi nó rất là đẹp luôn đó. Đây là hàng dưa leo, còn đây là hủ hoa. Hủ hoa này là mình mua hủ hoa ghép ha, nó ghép bằng dây mướp đó, gốc mướp. Còn dây hủ hoa, cái dây mướp, cái dây hủ hoa mà ghép bằng gốc mướp á, nó lên rất là đẹp, nó sung lắm, nó lên rất là tốt luôn đó. Giờ nó có trái thì mình cũng bọc nó lại nha. Hủ hoa có trái nhỏ nhỏ là mình bọc đi, chứ không là để vùi vàng nó cũng chích. Đây hôm bữa mình lấy bịch mình bọc lại rồi. Còn cái dây đây thì dây mình ươm bằng hột, nó ươm bằng hột thì nó lên nó chậm hơn, nó không có tốt bằng cái dây ghép. Mình mua cái này hai loại khác nhau á, hủ hoa loại cái trái màu xanh đây nè, đó, nhà thấy trái màu xanh không? Đó là hủ hoa bằng hột ha. Còn cái dây hủ hoa ghép là cái trái màu xanh gì đây nè, nó xanh, nó lợt hơn, nó xanh không có đậm. Xong rồi đây, đó, nó xanh lợt hơn. Giờ mình đi lấy giấy báo mình bọc nó lại. Nó lần quần hồi nãy giờ kiếm cũng được mấy trái rồi. Sách bọc lại gì đây, hôm qua mình bọc là gì đó, thì năm nào mình trồng thì là mình cũng sách giấy báo mình bọc là gì hết á, đừng cho gùi vàng nó không có chích đó. Ở bên đây có thêm hàng dưa leo, mình trồng dưa leo đây thì cũng dưa leo chuột nè, dưa chuột á, dưa này dưa của đài, cái vỏ nó bóng ăn rất là ngon. Rồi khoe với cả nhà có cái vàng mát mát. Ở dân miền Trung thì họ gọi mát mát, còn ở ngoài Bắc thì họ kêu là dây chanh dây đó. Nhiều trái chưa, trồng chỉ có một dây thôi ha. Thì năm nào mình cũng trồng hết, hồi năm ngoái trồng, năm kia, hồi năm trước nữa trồng một dây ăn 2 năm rồi cái dây đó nó chết rồi, rồi cái năm nay mới trồng lại thì mát mát này, nó cũng bị rùi, nó rùi vàng nó cũng chích đó. Những cái trái mà nó bị như vậy là rùi vàng nó chích hết trơn nè. Bắp mình trồng cũng được ít mà không biết bữa nay ăn được chưa, thấy vỏ cũng vàng vàng rồi nè, này sắp đẻ được rồi đó, vỏ hơi vàng vàng thôi, mình muốn để cho nó già một chút, mình thích ăn bắp già cho nó cứng hột ha. Rồi ở dưới đây cũng trồng thêm một luống rau muống nữa nè, thấy nhiều không? Rồi bên đây cũng có trồng thêm một cây bí nữa nè, mình thấy đất trống trống á, cái mình sắp mình ương hột vô để đại vậy đó, mà có bí ăn đó mọi người đó, thấy nha. Đó. Đây nữa nè, rồi cái trái bí bự không, trái bí này hái được rồi nè, để mình kêu ông xã ông ra ông tìm anh đi hái. Đây là bí nó bò ở dưới ha, còn ở bên kia cái góc kia trái nữa kìa. Ở đây mình trồng chỉ có một dây thôi cho nó bò ra vậy đó. Đây nữa, rất là nhiều trái à. Đây nữa nè, wow. Đó, mình trồng toàn là loại bí dài gì không ha, loại cái loại bí mà cha ở dưới đít nó tròn tròn, ở trên nó dài dài, nó giống như hồ lô, bí hồ lô mà hồ lô dài vậy đó. Đó, ở trên đây, đây nó có một trái nữa nè, bự chưa, rất là đẹp luôn ha. Còn đây là trồng hai luống lan, lan này là lan ăn củ, cũng như là kêu bằng lan hạt dẻ đó. Đó, khoai lan hạt dẻ trồng được hai luống.
Rồi ở nhà mình cũng có trồng được một cây sa ri. Nhưng mà sa ri này nó rất là chua. Chua lắm. Sa ri này, cái sa ri Thái mà sao mà nó chua lắm. Nên là mình trồng lên đó rồi đâu có ăn đâu. Nó chín không có ăn được. Cái trái xanh nó ăn nó giòn giòn, nó chua chua còn đỡ hơn là nó chín. Nó chín rồi nó chua lét luôn. Còn cái đây thì cái hạnh. Đó, cái hạnh nè. Cái hạnh này hạnh trái quanh năm ha. Là ăn quanh năm luôn á. Thắm vườn rau dưới lầu. Rồi cái cây bên đây nữa là cây chanh. Không phải cây chanh lộn, cây me. Cây me này mình ương mang hộp nè. Nó mình trồng chắc cũng hơn một năm rồi đó. Bữa nay nó bự được bên lớn đây này đây. Rồi mình không có muốn cho nó vượt á. Cái mình sách mình dặn mình bẻ mình làm đủ kiểu hết cho nó đừng có cao lên á, cho nó lùng lùng thôi, tại vì mình trồng trong chậu mà. Đó. Rồi hôm nay thu hoạch được nhiêu đây đây? Bông bí bầu. Rồi hôm nay chia sẻ tới đây, chúc tất cả mọi người ngày mới vui vẻ, cũng cuối tuần rồi, chúc mọi người thư giãn vui vẻ ha. Rồi bye bye.